Chương trình Doanh Nhân Việt Chương trình Doanh Nhân Việt Chuyên đề Sức mạnh ý chí Hoàng Dũng thân mến, chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Doanh Nhân Việt của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phát lúc 7 30 trên sóng FM 95,6 MHz kênh giao thông đô thị Chương trình được sự đồng hành của nhãn hiệu bếp tiệp Gambinus Sức mạnh ý chí thưa quý vị có một điểm chung rất dễ nhận thấy giữa các nhân vật khách mời của chương trình doanh nhân việt của chúng tôi đó chính là ý chí mạnh mẽ và chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn với vị khách mời của chương trình hôm nay ông trần đức huy tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường đó còn là tinh thần phải làm được tinh thần đó được doanh nhân trần đức huy kế thừa và phát huy hoàn hảo từ những người sáng lập công ty và được xây dựng thành một trong những giá trị cốt lõi đưa doanh nghiệp có những bước phát triển vượt bậc chỉ trong vài năm ngắn ngủi ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học ngoại thương cầu sinh viên trần đức huy đã có kế hoạch sớm đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm năm thứ hai đại học anh xin làm trợ lý đảm nhận công việc phiên dịch cho một doanh nhân người mỹ tại việt nam chính thời gian này đã giúp anh nhận ra là mình thích làm lãnh đạo thích gây ảnh hưởng lên người khác từ đó khám phá sở trường bản thân do đó anh cố gắng tích lũy cho mình nhiều kỹ năng cần thiết và vốn quý nhất chính là sự tự tin trong công việc cũng chính sự tự tin này đã giúp Trần Đức Huy ngay khi ra trường đã được nhận vào làm ở hãng hàng không Cathay Pacific với mức lương khởi điểm 500 đô la Mỹ, một con số rất lớn ở thời điểm đó. Huy hỏi ngược lại nhà tuyển dụng, "Vì sao chọn tôi?" Câu trả lời anh nhận được là họ nhìn thấy lửa nhiệt tình của chàng trai trẻ. Họ cần những người có khả năng học hỏi nhanh hơn là người có kinh nghiệm, và anh đã được chọn. Đó được xem là một bước ngoặt lớn khi mình mới ra trường là mình đi làm hàng không cathay pacific thì mình còn nhớ là cái ngày đầu tiên thường ở các công ty nước ngoài đó, là họ sẽ có một cái khóa gọi là cái khóa định hướng thì trong cái khóa định hướng đó đó mình có được gặp một cái người sếp là người hồng kông thì ổng có nói một cái câu mà mình không thể quên được tức là ổng nói là trước khi mà tôi tới việt nam thì cái ấn tượng của tôi về con người việt nam rất là khác tôi cứ nghĩ là giống như người việt nam là Hình ảnh của tôi là những người trong thời kỳ chiến tranh, những người nông dân cầm AK-47 ở trên con trâu. Nhưng mà khi mà tôi gặp các anh chị thì tôi rất là ngạc nhiên và thấy các anh chị là những người trẻ, rất là thông minh thì như vậy cái cái nhiệm vụ của anh chị là không phải chỉ làm tốt công việc của mình không mà nhiệm vụ của anh chị là các anh chị phải chứng tỏ được cho thế giới làm cho thế giới biết được là cái người trẻ Việt Nam mình là cũng cũng rất là giỏi và không có thua gì những cái người trên thế giới hết thì câu nói đó nó cứ ám ảnh uh, tôi hoài tôi luôn luôn làm gì tôi cũng muốn chứng tỏ là người Việt Nam mình là có thể làm tốt những người khác trên thế giới quyết tâm phải làm được chứng tỏ được Huy lập ra kế hoạch cụ thể cho bản thân và cho công việc những mục tiêu mà anh tự đặt ra cho mình có thể gây choáng cho bất kỳ ai. Như trong vòng 3 năm sẽ lên làm giám đốc hàng hóa, 5 năm lên làm trưởng đại diện, 5 năm sau đưa chi nhánh dẫn đầu toàn thế giới, dân dân. Tất cả đều được Huy hoàn thành xuất sắc. Song Anh cũng nhận thấy cần phải đi tìm những thử thách mới. Bởi ở các công ty nước ngoài, chiến lược đều đã được vạch sẵn. Dù có ở vị trí cấp cao thì cũng chỉ là một con ốc trong một cổ mây lớn. Chỉ làm nhiệm vụ thực thi Không có cơ hội điều hành cổ máy theo ý mình Chỉ có về các công ty Việt Nam Anh mới có cơ hội làm những điều mình thích Và áp ủ Và quy hết sở trường Tuy nhiên anh giúp ngay phải thất bại từ những ngày đầu Khi mà rời doanh nghiệp nước ngoài về một công ty trong nước thì những ý tưởng sáng tạo điều hành doanh nghiệp theo ý riêng của anh hình như là không suôn sẻ ngay từ đầu khi mà tôi vừa mới về lần thì lúc đó mình cứ rất có nhiều ước mơ rất nhiều hoài bão mình nghĩ là giống như là mọi việc nó sẽ rất là dễ dàng à, trong cái việc mà xây dựng giống như là một cái đội ngũ chuyên nghiệp hơn xây dựng được cái văn hóa công ty theo cái hướng giống như công ty nước ngoài nhưng mà trên thực tế là tôi cũng sai tại vì tôi muốn áp đặt cái văn hóa công ty nước ngoài vào văn hóa công ty Việt Nam nhưng mà cuối cùng tôi nhận ra là điều đó không thể mà anh phải tìm được một cái văn hóa mới mà trong đó là anh phải kế thừa những cái văn hóa mà nó đã có sẵn từ trong công ty và anh tiếp tục anh phát huy anh đưa vào những cái mới chứ anh không thể nào anh thay đổi hoàn toàn được cái thất bại đó là một cái bài học rất là quý giá anh đối diện và giải quyết những thử thách đó với tâm thái như thế nào trong kinh doanh đó thì không ai mà nói là không có thất bại được tuy nhiên cái quan niệm của tôi là ngay cả khi thất bại thì bạn cũng phải lập kế hoạch cho những cái tình huống xấu nhất để khi mà tình huống xấu nhất xảy ra là bạn biết là bạn phải làm cái gì cái điều thứ nhì nữa là giống như là bạn phải nhìn ở nó ở một cái khía cạnh tích cực bạn thấy là bạn học hỏi được cái cái điều gì từ cái việc đó và cuối cùng là giống như là nếu mà bạn thất bại đó, thì đừng có bỏ cuộc mà bạn phải có một cái niềm tin vững chắc là bạn sẽ tiếp tục làm được và bạn cứ thử lại thử lại lần nữa và cuối cùng bạn sẽ thành công với tôi thì thất bại và thành công thì thật ra nó cũng đều là bài học hết quan trọng là cái cái giá bạn phải trả như thế nào thôi thì thật ra nếu mà thất bại là chắc chắn là bạn phải trả giá nhiều hơn mà thông thường nếu bạn trả giá nhiều hơn đó, thì bài học đó nó sẽ quý giá hơn Xác định rõ đã chạm được ước mơ thì phải làm hết tâm huyết để đạt mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Doanh nhân Trần Đức Huy tập trung cải tiến hai yếu tố then chốt là hệ thống quản lý và con người. Trước đây, công ty hoạt động theo mô hình quản lý thuận tiện, nghĩa là chủ doanh nghiệp quyết định tất cả. Ưu điểm của cách quản lý này là doanh nghiệp phát triển rất nhanh, nhưng hạn chế là khi phát triển lớn thì không kiểm soát hết. Vì vậy, anh chuyển sang quản lý theo mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, phải mất gần 3 năm hệ thống này mới đi vào hoạt động quy củ và bài bản có những lúc anh bế tắc và mệt mỏi, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ mất đi. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, giám đốc bán hàng dự án và thi công của công ty, bày tỏ ấn tượng về lãnh đạo của mình. À, ở đây thì có một điểm mà không bao giờ mà có thể gọi là lầm lẫn với người khác đó là cái cái sự điềm đạm á. Có nghĩa là nếu như ai đã từng làm việc với bất kỳ một người sếp nào thì cũng sẽ chắc chắn là sẽ có những lúc mà mình ví dụ như mình trễ hạn về báo cáo hoặc là uh, sẽ thấy được là sẽ có những lúc mà sếp mình nói chung là nóng giận hoặc là lớn tiếng Vì uh, bất kỳ điều gì nhưng mà với anh Huy thì uh, mình ấn tượng cái điều đó là chưa bao giờ thấy anh Huy và mà, mà nóng giận hết á khi mà giải quyết một khó khăn á thì luôn luôn là ảnh tin là sẽ có giải pháp để vượt qua nó. chỉ có điều là ảnh đã tìm ra được hay chưa thôi thì cái sự lạc quan là giúp ảnh uh, là đầu tiên cái thứ nhì là cái cái cách mà ảnh giải quyết cái khó khăn đó khi mà giải quyết một khó khăn á thì ảnh đầu tiên là tìm hiểu cái khó khăn nó đến từ đâu nguyên nhân từ đâu và thứ nhì là với những nguyên nhân đó thì mình sẽ có những giải pháp nào thì ảnh sẽ tập hợp từ kinh nghiệm từ cái người đi trước rồi từ sách vở tại vì ảnh cũng rất là hay tham khảo những cái cuốn sách hay về chiến lược từ những cái kinh nghiệm bản thân có những cái giải pháp cho những mà nó nó gọi là những cái bước ngoặt lớn Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường cho rằng, quyết định đặt niềm tin và trao quyền điều hành cho anh Trần Đức Huy là điều đúng đắn. Là người trẻ có năng lực mà, có kiến thức có năng lực, người rất là cái tâm hiền hòa và có một cái, cái phấn đấu, cái tiến thủ, coi như là kiểu khó học hỏi. Khi anh Huy đi vào công ty mình làm thì thời, thời gian ban đầu thì ảnh gặp giáp giáp bởi vì người cũ và người mới mỗi ngày ảnh hòa nhập được và ảnh làm tốt hơn nữa, toàn tâm toàn ý hơn. Có thể nói là anh đã đặt dấu ấn rất lớn trong bước phát triển của doanh nghiệp khi đưa công ty gia nhập câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng, tốc độ phát triển hàng trăm phần trăm. Trong điều kiện kinh tế khó khăn thì đó càng được xem là một kỳ tích và bí quyết của anh là gì? Tôi vào làm công ty 3 tháng thì tôi có đề nghị là thay đổi một số các vị trí uh, chủ chốt cho công ty và có thêm một số cái vị trí mới uh, nhưng mà lúc đó tôi suy nghĩ là nếu mà mình mà không có những cái thay đổi đó thì công ty không thể nào có những cái đột phá được và rất là may mắn là lúc đó tôi có được cái sự ủng hộ cuối cùng là tôi làm được điều đó tôi mời các bạn trẻ uh, đã từng làm ở các công ty nước ngoài hoặc là những cái doanh nghiệp lớn và sau khi có những cái thay đổi đó thì cuối cùng doanh nghiệp cũng đạt được những kết quả tốt và thành công Như anh chia sẻ thì đó cũng là công sức của tập thể nhưng anh làm như thế nào để tập thể đó cùng đồng lòng hướng tới mục tiêu chung một cách nhiệt tình và tự nguyện như vậy? Cái tập thể mà mấy trăm người như vậy thế là điều quan trọng là thứ nhất là bạn phải xây dựng cho họ có cái niềm tin chung. Có nghĩa là giống như là cái mục tiêu của công ty chúng ta khi mà chúng ta ra đời là gì? Sứ mệnh chúng ta làm gì? Và cuối cùng là bạn phải tìm những cái người mà có cùng chia sẻ cái văn hóa đó để giống như là để để tập hợp cùng với nhau để cuối để đạt được cái mục tiêu đó vì cho dù giờ bạn có mục tiêu rồi bạn có chiến lược đúng rồi nhưng mà những cái người mà đi trên con đường đó đó họ không có cùng văn hóa với nhau họ không có chia sẻ những cái niềm tin cho với nhau thì chắc chắn là bạn cũng sẽ không đi được tới đích hoặc bạn có đi được tới đích bạn cũng sẽ đi rất là chậm mình phải làm sao cho người nhân viên họ cảm thấy giống như họ tìm được niềm vui ở công việc chứ không phải là nói tôi đi làm là tại vì ta trả tiền tôi tôi tới đây 8 tiếng xong tôi chỉ mong tới giờ tôi về thôi mà bạn phải làm sao mà cho cái môi trường làm việc nó cũng vui y như môi trường ở nhà phải làm sao cho đến khi người ta buổi sáng người ta thức dậy ta nói tôi rất là muốn đi làm chứ không phải là tôi phải đi làm thì đó là cái mà 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 huy muốn xây dựng ở vĩnh tường và trên thực tế là là mình cũng đã làm những việc và mình nghĩ đó là cái cũng là cái mà tạo động lực cho nhân viên và cũng một cái làm nhân viên gắn kết với công ty nhiều hơn. Năm 2008 với Trần Đức Huy có thể xem là một mốc son. Anh đã táo bạo chọn chiến lược kinh doanh đi ngược với xu thế chung trong tình hình kinh tế khó khăn, không cắt giảm nhân viên và mục tiêu kinh tế, ngược lại, anh đã mở rộng hệ thống phân phối, tuyển dụng thêm nhân viên và xây dựng các giá trị cốt lõi nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Giá trị thứ nhất là tinh thần nói là phải làm mà đã làm thì phải được. Thứ hai là khách hàng, thứ ba là đoàn kết và thứ tư là làm hết sức chơi hết mình chiến lược này đã giúp anh mang lại thành công vượt bậc trong khi nhiều doanh nghiệp coi khủng hoảng kinh tế hiện nay là rủi ro lớn thì anh lại coi đó là cơ hội thì anh có thể chia sẻ quan điểm này bằng thực tế tại doanh nghiệp mình à, thật ra là nếu mà à, bạn nhìn trong cái từ mà nguy cơ tiến hóa là nó bao gồm có hai từ là nguy hiểm và cơ hội tức là nếu mà mình chỉ nhìn mọi việc với cái cái nhìn rất là tiêu cực mình nhìn đâu mình thấy khó khăn thì tự động những cái khó khăn đến với mình mà nếu mình nhìn thấy nó như là cơ hội đó, thì là bạn sẽ thấy cơ hội sẽ đến với mình ví dụ giống như là năm 2008 chẳng hạn là một năm mà kinh tế rất là khó khăn nhưng mà ngược lại vĩnh tường đó thấy đó là một cái cơ hội cho nên vĩnh tường đầu tư rất là nhiều vào việc marketing việc tiếp thị thì anh sẽ thấy có một số cơ hội ví dụ như huy 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 ví dụ ra ví dụ như chiếm thị phần chẳng hạn thì cái chi phí mà để lấy thị phần trong cái giai đoạn khó khăn đó luôn rẻ hơn là trong cái giai đoạn hưng thịnh đúng không ạ? Tại vì bây giờ đâu có ai làm marketing, đâu có ai làm thị phần, thì mình làm thì chi phí sẽ rẻ hơn. nha. Hay chi phí làm thương hiệu. Bây giờ không ai làm thương hiệu, chỉ có mình anh làm thương hiệu thì khách hàng rất là dễ biết tới anh. Hoặc là uh, việc mua bán xác nhập công ty, chẳng hạn, đây là những thời kỳ mà mình có thể mua lại được những công ty khác giá rẻ hàng. hoặc là thốt nhân tài thì nếu mà mình nhìn ở cơ hội mình sẽ thấy nó rất rất nhiều cơ hội mà nếu mà mình nhìn thấy nó khó khăn thì luôn luôn nó sẽ, sẽ khó khăn sẽ tới thì um, anh thấy ví dụ như là trong cái giai đoạn 2008 á, là giai đoạn kinh tế xuống nhưng mà vĩnh tường doanh thu vẫn tăng trưởng 70% phần trăm thì có nghĩa là nếu mình nhìn thấy cơ hội thì thì thực chất ra là bạn có thể giống như là uh, phát triển còn nhanh hơn những, những những cái doanh nghiệp khác và đặc biệt là trên thực tế là những cái doanh nghiệp nào mà có cái sự chuẩn bị tốt trong giai đoạn khó khăn thì khi mà vượt qua khủng hoảng là họ sẽ luôn họ phát triển nhanh hơn những cái doanh nghiệp mà co cụm lại anh rất hay nói về việc lập kế hoạch cụ thể cho bản thân như vậy thì kế hoạch dài hơi của anh cho tương lai là như thế nào uh, thì cái kế hoạch của huy là tới năm 40 tuổi là huy rất là muốn là giống như là mình sẽ tìm được cái người kế thừa trong cái việc mà điều hành công ty để huy giống như là làm cái mà huy rất là uh, mong muốn rất là có hài bảo là giống như là mình trở thành nhà, nhà đầu tư Và thứ nhì nữa là mình trở thành diễn giả tức là mình đi mình chia sẻ những kinh nghiệm như về uh, kinh doanh hay về cải tiến bản thân thì đó là cái mơ ước của huy Uh, thật ra giống như là uh, huy rất là thích chia sẻ thì khi mà mình uh, chia sẻ giống như là mình mang lại được cái giá trị cho người khác đó, thì mình cảm thấy mình rất là hạnh hạnh phúc bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi điều gì làm anh tâm đắc nhất tôi nghĩ điều mà tôi tâm đắc nhất là mình lập cái kế hoạch cho cái cuộc sống của mình cho cái sự nghiệp của mình và tôi thông thường tôi sẽ lập kế hoạch 5 năm và khi mà bạn lập kế hoạch thì bạn sẽ cảm thấy là giống như là bạn có mục tiêu và có kế hoạch rõ ràng thì bạn sẽ cảm thấy là bạn kiểm soát được cuộc sống của bạn và bạn cảm thấy bạn sẽ cảm thấy là những cái mục tiêu bạn đặt ra là chắc chắn bạn sẽ đạt được thì đó là điều mà tôi rất là tâm đắc hiện nay thì các doanh nghiệp nhìn đâu cũng thấy khó và nếu có một điều cần chia sẻ để tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn khủng hoảng thì anh sẽ nói điều gì Huy nghĩ là các doanh nghiệp muốn thành công Huy nghĩ có hai yếu tố rất quan trọng Yếu tố đầu tiên là anh phải làm cái gì mà anh có sở trường Và anh thực sự anh thích, anh đam mê việc đó Cái đó rất quan trọng Chứ không phải là mình làm, mình thấy người khác làm cái gì là mình làm theo như vậy Tại vì nếu mà tôi cái mà tôi đã làm tốt nhất mà tôi vẫn thất bại Thì làm sao tôi làm cái khác mà tôi thành công được cái yếu tố thứ nhì là mình có cái phải có cái niềm tin Ở đó là cái yếu tố mà nó sẽ giúp cho mình đứng dậy khi mà mình gặp khó khăn Thưa quý vị, trẻ trung, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, những thành công mà doanh nhân Trực Đức Huy đạt được có thể bất ngờ với nhiều người, nhưng với bản thân anh thì không. Bởi đó là kết quả của một kế hoạch đã được vạch ra cho những đam mê, cho ước mơ, cho hoài bão và được thực hiện một cách đầy quyết tâm. Quan trọng hơn trên hành trình đó, bất chấp khó khăn thử thách, lúc nào anh cũng trang đầy niềm tin là mình sẽ về đến đích. Quý thính giả thân mến, hơn 50 chương trình cũng là 50 gương mặt doanh nhân đã góp mặt cho chương trình Doanh nhân Việt. Như tiêu chí xuyên suốt của chương trình từ những ngày đầu lên sóng, những người thực hiện mong muốn trong bối cảnh đầy thách thức như giai đoạn hiện nay, cộng đồng doanh nhân Việt Nam càng cần phải có bản lĩnh kiên cường để bứt phá vươn lên. Qua 50 số, chương trình Doanh nhân Việt hy vọng rằng đã cổ động và khích lệ tinh thần vươn lên của các doanh nghiệp Việt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, gợi mở một số giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trước mắt nhằm đạt mục đích kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, qua những câu chuyện khởi nghiệp, những bí quyết thành công trên thương trường, những kinh nghiệm quý báu mà các nhân vật khách mời đã chia sẻ sẽ giúp những ai đam mê nghiệp kinh doanh được tiếp thêm sức mạnh trên con đường đi đến thành công. Và doanh nhân Trần Đức Huy, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường cũng là vị khách mời cuối cùng của chương trình doanh nhân Việt. Đến đây thì chương trình Doanh nhân Việt xin được nói lời chia tay với quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Cũng xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hiệu bia tiệp Gambinus Sức Mạnh Ý Chí đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chuyên đề này. Chương trình do Hồng Lĩnh biên tập, Hoàng Dũng cùng nhóm thực hiện. Xin mến chào quý vị.